Nhà của vua mèo hồi xưa nó thấp hơn đúng không? Chào cụ. Chú Lê. Dạ. Vô đây. Dạ, có một ông già mời uống trà. Ok. Đây là cầu thang đi lên. Mình đang ở đâu đây? Giáp giới với Bạc Kích Tăng. Mình đang ở khúc gần đây. Áp gần Kích Tăng, Bạc Kích Tăng. Ồ, ở gần đây luôn ha. You expect you from here? Yeah. You do know. Đây những cục đá có hình chữ pi 3.14 rất là đẹp. Đây là cái làng Tút Tút. Làng Tút Tút là cái làng cách biên giới Afghanistan khoảng 7 km. Cái cầu treo rất là đẹp.